Liên quan đến những nghi vấn sản phẩm của tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, mới đây chủ tịch tập đoàn này cho biết sẽ khởi kiện báo Tuổi Trẻ vì đã đăng thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hãy cùng nhìn lại diễn biến của vụ việc trong tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi. Ngày 21 tháng 6, báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài điều tra nghi vấn sản phẩm của tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam. Cụ thể, Asanzo nhập nguyên con đồ gia dụng từ Trung Quốc thông qua nhiều công ty nhập khẩu, dán nhãn Asanzo thay vì lắp ráp linh kiện và ghi xuất xứ Việt Nam. Ngày 24 tháng 6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 7 năm 2019. Ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo 389 quốc gia ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin về Asanzo. Ngày 26 tháng 6, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh những nghi vấn liên quan đến Asanzo. Ngày 16 tháng 7, trả lời báo chí, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch tập đoàn Asanzo cho biết, đơn vị này đang làm việc với luật sư để khởi kiện báo Tuổi Trẻ ra tòa án dân sự. Theo ông Tam, lý do công ty quyết định khởi kiện là do báo Tuổi Trẻ đăng tải những thông tin cáo buộc sai sự thật trong loạt bài điều tra. Việc này khiến tập đoàn Asanzo tổn thất nặng nề. Asanzo khẳng định, ngoài một số mặt hàng điện gia dụng, đặt hàng đối tác nhập khẩu, Asanzo vẫn sản xuất một số mặt hàng khác và ghi xuất xứ Việt Nam cho các mặt hàng tự sản xuất. Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, công ty vẫn để nhãn xuất xứ Trung Quốc. Đối với TV, Asanzo có đội ngũ thiết kế, các linh kiện được nhập từ nhiều đối tác ở trong và ngoài nước, sau đó được lắp ráp hoàn chỉnh tại Việt Nam. Do đó, ông Tam cho rằng việc ghi xuất xứ TV tại Việt Nam là không sai.